Hello cả nhà, hello mọi người nha. Nay em đi câu mình em à, với hai mẹ con. Hai mẹ con em đi câu cần câu chút. Câu chút này nè. Thì em câu mồi dế nha. Mồi dế nha cả nhà. Với em đem theo cái câu này nữa. Em câu 2m7 với đang mà thủ chỗ xa em câu cả nhà. Rồi vậy thôi em móc mồi câu nha cả nhà. Ui dính cái gơ cả nhà ơi. Dính cái gơ rồi. Đây này cả nhà. Một con nha. Rồi em gửi lên cả nhà. Trời ơi con quấn câu còn dính này cả nhà trời mọi người nè. Trời giỏi chứ chị. Quấn câu mà nó dính đó. Dứt quấn dứt đó đó trời ơi. Ui quấn giỏi quá thôi. Quấn được hai con rồi cả nhà. Mày cứ nè. Rồi con để xuống đi mày ấy cho kìa. Để xuống. Để xuống đi. Để chích đây, chích đây. Ôi trời ơi rồi. Con câu bằng dây vậy. Xong rồi. À, có mà có hơi con hả? Tao ngang dây thằng câu con đâu á. Đó. Con này cả nhà, con quắn nó câu được luôn cả nhà. Không hay mới dốc tại em bắt nói lên kìa tại vì em đang thay mồi nhữ đó. Nè. Thấy không cả nhà? Không nha mày. Đây, nó đứng nó câu nghe cả nhà. Chứ không phải nó dốc đâu nghe cần câu của nó cả. Giống nó câu hai con luôn. Ừ. Ê. Ừ. Cái con bự cái bự cái nhà ơi. Mẹ dính cái bự trời. Nè cái nhà. Nay người ta lấy cỏ lên quá trời luôn. Ủa nu luôn. Con kia ba kì kìa giật giật trời ơi sắp giật ui cách ra cái nhau cách ra ui em cách ra hồi kia nó lên tiên hoài luôn các bạn ui thấy lên tiên hoài người hoài luôn á ui quá đỡ cái nhà ơi quá đỡ. Đừng luyện xuống nữa nghe không? Ui, cái gô. Cái gô cái nhà ơi. Ừ. Tiêu rồi, tiêu cái gô rồi. Đây. Tự nhiên nước nó lớn chỗ này rồi nè. Cá quá trời cả nhà. Ngấp liền từ từ đây luôn heo mà giật không kịp luôn. Mẹ. Vậy hả? Dạ. Đau lắm mẹ ơi. Đau lắm hả? Ờ xíu mẹ cho. Con có gù. Mẹ ngáy cái đầu cho nó hết. Cái khi mày xước dầu trời tại nó con bị ngáy chứ mày xước da đó. Gì? Bị xước da không sao đâu. Dính nè tôi ngồi nó giật không kịp luôn, nó rỉa giật không kịp luôn á. Ừ. Trời ơi, nó ghẻ. Cái cá ghẻ chưa? Ghẻ rồi. Thấy mình chưa? Ui, ui, cá gô. Cá gô, cá nhỏ, cá gô. Rồi ú nha. Nè. Sao trái lạ ta? Nè, uống nuôi đó nha. Ui. Để đâu? Cái gô.
mà nãy giờ nó lê hoài. Này cả nhà, lớn cả nhà, móc nó thấy đại đại gì mà sao con cá nó ăn nó giật lên dính. Rồi dính vô con mắt nó luôn rồi. Ui, 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 con cá bự. Cá bự vậy nha, cá bự. Ui. Ôi ơi, con cá bự. Cá rô phi bằng cái. Coi nè. Nó bự. Ui, cái gì không bự, cái gì bự. Cái gì bự. Ây da. Con câu dài nó dướng. Ui, cái nè. Ui, cái gì bự. Cái gì bự. Dướng cây, dướng cây, dướng cây. Cái gì bự. Cái gì rồi dướng luôn. Cái dướng luôn cái cây. Kỳ chơi. Tại tiếp cho con không có cá. Lo mạnh vô. Ui. Đã quá cái nhờ. Rồi dướng cây nữa rồi, dướng cây trên trển rồi. Ăn cái sách đi quán, ăn cái sách đi để chi cho quán. Dướng nè. Cây dài quá nó dướng. Uống nu rồi cả nhà. Nắng quá nắng rồi mà. Ngồi đây tính thiết nè. Nè, vô cần câu mẹ giờ. Giờ này nó trồng cỏ, nó nghỉ câu trồng cỏ. Đây à? Ừ. Cái cơ bự. Mắt dướng cây nữa rồi. Nhà cái nhà ơi, về cho cái nhà coi kết quả nha. Chưa nắng rồi. Mẹ con cái nhà. Đây được nhiêu đây? Cái cơ bự uống không cái nhà? Nhìn này đó. Kệ nhìn này cũng kiểu kho được rồi cả nhà ha. Nè. Yeah. Được em cá phi bự nữa. Em cá chê. Rồi cảm ơn cả nhà nhiều nha. Nhớ bấm đăng ký cho em cả nhà. Rồi bye bye cả nhà nha. Có con này bự. Nhảy ra hoài vậy anh cả ơi. Nhảy ra hoài.